Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh. Trong video ngày hôm nay, sẽ cùng các em đi chữa các dạng bài toán của môn toán 5. Dạng bài toán liên quan tới diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật với dạng bài toán sơn căn phòng. Chúng ta sẽ có bài 1. Đề bài có nội dung như sau. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 10 m, chiều rộng 6 m, chiều cao 5 m. Người ta quét sơn trong bốn bức tường xung quanh phòng và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét sơn là bao nhiêu mét vuông? Biết tổng diện tích các cửa bằng 7,8 mét vuông. Chúng ta cùng phân tích cái bài toán này nhé. Phân tích bài toán này. Đề bài đã nói rằng một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật. Các em có thể tưởng tượng rằng căn phòng mà chúng ta đang ngồi, đang ngồi học, nó có dạng hình hộp chữ nhật và khi sơn căn phòng thì chúng ta sơn bốn bức tường xung quanh sơn bốn bức tường xung quanh thì đó chính là diện tích xung quanh của căn phòng sau đó chúng ta sẽ sơn trần nhà nhưng chúng ta có sơn cái nền nhà không à không đúng không chúng ta không sơn nền nhà mà thông thường chúng ta sẽ sử dụng đá hoa nát nền nhà hoặc một số nhà dùng sàn gỗ đúng không như vậy thì chúng ta đã sơn bốn bức tường xung quanh rồi thì đó chính là diện tích xung quanh chúng ta cộng với cái diện tích trần nhà trần nhà thì đó chính là diện tích của một mặt một mặt đáy của hình hộp chữ nhật và các cửa thì chúng ta không sơn đúng không thường chúng ta làm cửa gỗ hoặc chúng ta làm cửa kính chúng ta không sơn cửa do đó chúng ta sẽ phải trừ đi diện tích cửa thì nó chính bằng diện tích sơn cần quét. Như vậy, muốn tính được diện tích sơn cần quét thì chúng ta cần đi tìm diện tích xung quanh, cần đi tìm diện tích trần và đi tìm. Diện tích cửa cho chưa? Diện tích cửa cho bằng 7,8 mét vuông rồi. Vậy chúng ta phải đi tìm diện tích xung quanh, có chiều dài, chiều rộng và chiều cao tính rồi. Diện tích trần chính bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 10 m và chiều rộng 6 m. Vậy chúng ta cùng trình bày bài toán nhé. Bài giải này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tính diện tích xung quanh của căn phòng đúng không? Diện tích xung quanh của căn phòng. Chúng ta có công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, công thức là gì các em còn nhớ không? Diện tích xung quanh S xung quanh thì bằng chu vi đáy tức là dài cộng rộng nhân 2 rồi nhân với chiều cao C. Như vậy chúng ta thay số vào đây thôi. Chiều dài bằng 10 m, chiều rộng bằng 6 m và chiều cao bằng 5 m. Vậy diện tích xung quanh sẽ bằng dài là 10 này cộng 6 là rộng này nhân 2 rồi nhân với 5 bằng 10 cộng 6 thì bằng 16, 2 nhân 5 bằng 10, 16 nhân 10 thì bằng 160 đơn vị mét vuông. Sau đó chúng ta đi tính diện tích trần nhà. Diện tích trần nhà của căn phòng Diện tích trần nhà thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng tức bằng 10 nhân với nhân với 6 và chúng ta được kết quả bằng 60 đơn vị mét vuông. Tới đây diện tích sơn cần quét sẽ bằng diện tích xung quanh 160 cộng diện tích trần nhà 60 và trừ diện tích cửa 7,8 m Vậy chúng ta trả lời bài toán rằng diện tích sơn cần quét của căn phòng này. Diện tích cần quét sơn căn phòng này. chúng ta thực hiện 160 cộng 60 và trừ đi 7,8 bằng. Chúng ta có 160 cộng 60 thì bằng 220. 220 trừ đi 7,8 này. 0 không, không trừ được cho 8, 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. Trả 1 sang 7 được 8, 0 không, không trừ được cho 8, 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, hạ 2 dấu phẩy thẳng xuống chúng ta được 212,2 đơn vị mét vuông. Các em đáp số bài toán. 212,2 mét vuông. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong một bài toán liên quan tới sơn căn phòng trong bài toán tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Thông qua bài này chúng ta có một công thức mới cần nhớ như sau. Diện tích sơn cần quét sẽ bằng diện tích xung quanh cộng diện tích trần nhà, tức là diện tích của một mặt trừ đi diện tích các cửa. Các em nhớ nhé. Bài toán này chúng ta ứng dụng rất nhiều vào trong thực tế. Và hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.